Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Điểm tin bóng đá. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần cập nhật tin tức bóng đá trong ngày hôm nay, 25 tháng 4. Trong bản tin trưa ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Xuân Trường được vinh danh ở V-League. Bầu Đức đứng trước cơ hội thêm một lần nữa làm thay đổi lịch sử bóng đá Việt Nam. Hoàng Anh Gia Lai và Kiên Thi Sắc sẽ vượt qua chặng đua tử thần để làm nên lịch sử. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Xuân Trường áp đảo toàn diện các đối thủ được vinh danh ở V-League. Thưa quý vị và các bạn, trong trận đấu giữa Hoàng Gia Lai và Hà Nội FC tại vòng 10 V-League, Xuân Trường đã khiến cho cầu trường sân Pleiku bùng nổ bằng cú sút xa đẳng cấp làm tung lưới đối thủ. Tình huống đó diễn ra ở phút 34 khi tiền vệ quê Tuyên Quang dẫn bóng vài nhịp rồi sau đó đưa trái bóng bay thẳng vào góc chết ở cự ly 25m. Pha làm bàn ấn tượng kể trên của Xuân Trường sau đó lọt top đề cử những bàn thắng đẹp nhất tháng 4. Và đến ngày hôm qua 24 tháng 4 thì cú nã Đài Bắc này đã chiến thắng với số phiếu áp đảo lên đến 72,55%. Bàn thắng về nhì của Phạm Tuấn Hải, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ chiếm số phiếu là 20,11%. Siêu phẩm này của Xuân Trường mang rất nhiều ý nghĩa, đó là pha ghi bàn duy nhất của trận đấu để giúp cho Hoàng Gia Lai đả bại Hà Nội. Ngoài ra, nó còn chấm dứt cơn khát bàn thắng cho anh sau gần 2 năm tịt ngòi. Sau trận đấu thì Xuân Trường không giấu được cảm xúc và bật khóc, bên cạnh đó anh còn chia sẻ đầy cảm xúc. Rất khó để diễn tả cảm xúc vào lúc này, toàn đội Hoàng Gia Lai đã chơi một trận đấu cực kỳ kiên cường, với sự tôn trọng cao dành cho Hà Nội FC, bởi cả một khoảng thời gian dài rồi, kết quả có lợi luôn nghiêng về phía họ khi hai đội gặp nhau. Chúng tôi đã thắng các đối thủ lớn như Viettel, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, song vẫn còn nhiều trận đấu ở phía trước. Chúng tôi không quan trọng đối thủ là ai, miễn là Hoàng Gia Lai đã hết mình. Hoàng Gia Lai cố gắng cùng nhau đi và cố gắng hết mình để đi đến cái đích là nơi và tôi cùng đồng đội sẽ cảm thấy hạnh phúc. Ở mùa giải năm nay, Xuân Trường đóng vai trò vô cùng quan trọng ở hàng tiền vệ của đội bóng phố núi. Anh cầm nhịp cực chắc, ngoài ra còn cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự cũng như tranh chấp ở giữa sân. Người Thái mở hở bao, Bầu Đức và Kiên Thi Sắc thêm lần nữa làm thay đổi bóng đá Việt Nam. Những nước đi táo bạo của Bầu Đức đã nhiều lần tạo nên bước ngoặt lớn trong làng bóng đá Việt Nam. Còn nhớ năm 2002, Bầu Đức đã gây chấn động làng bóng đá Đông Nam Á khi đưa Kiên Thi Sắc về khoác áo Hoàng Gia Lai. Khi đó còn đang thi đấu tại giải hạng nhất của Việt Nam. Sự xuất hiện của Diêu Cô Thái đã biến Hoàng Gia Lai thành một thế lực tại V-League và ghi tên vào bảng vàng với hai lần vô địch. Gần 20 năm sau, Bầu Đức lại một lần nữa kéo Diêu Cô Thái lên phố núi, đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên của câu lạc bộ. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra là sau vài năm không cầm quân thì liệu Kiên Thi Sắc có bị tụt lại so với xu thế chung? Một Hoàng Gia Lai liên tục vật lộn với cuộc đua trụ hạng trong nhiều năm qua có thể làm được gì? Rất nhanh chóng, Kiên Thi Sắc đã xua tan những nghi ngờ bằng chuỗi thành tích ấn tượng cùng đội bóng phố núi. Sau 10 vòng đấu thì như tất cả đã biết, Hoàng Gia Lai chễm chệ ở ngôi nhất bảng với 25 điểm, đang trải qua chuỗi 8 trận bất bại và sở hữu hàng công mạnh thứ nhì với 19 bàn thắng và hàng thủ số 1 thua 6 bàn. Người hâm mộ Thái Lan cũng vô cùng hào hứng với những gì mà Kiên Thi Sắc đã làm được. Những trang báo thể thao ở xứ sở chùa vàng liên tục cập nhật tình hình của đội bóng phố núi, giống như cái cách nhiều hãng truyền thông Hàn Quốc đưa tin về U23 Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo ở giải U23 châu Á. Trên một fanpage lậu bằng tiếng Thái thì đoạn clip trận đấu giữa Hoàng Gia Lai thắng Hải Phòng 2-0 đã thu hút tới 200.000 lượt xem chỉ trong ít ngày. Và một trong động thái mới nhất thì đội bóng phố núi đã sẵn sàng xuất xưởng lô hàng áo đấu đầu tiên dành cho các cổ động viên của Thái Lan. Hiện tượng ngược lại đã từng xuất hiện nhiều lần khi Công Phượng, Công Vinh, Tuấn Anh sang Nhật thi đấu, khi Xuân Trường sang Hàn Quốc thi đấu và Văn Hậu sang Hà Lan, hay khi Đặng Văn Lâm sang Thái Lan. Người hâm mộ Việt Nam say mê theo dõi nhất cử nhất động của nhiều câu lạc bộ mà trước đó ít người từng nghe tên. Bóng đá Việt Nam cũng từng có những câu lạc bộ tạo ra dấu ấn ở các giải đấu cấp châu lục như Hà Nội FC hay BKMX Bình Dương. Nhưng từ dấu ấn thành cơ hội đã mở rộng thị trường là cả một khoảng cách mênh mông. Thời điểm này, Bầu Đức đang sở hữu chiếc cầu nối không thể hoàn hảo hơn, mang tên Kiên Thi Sắc. Không chỉ giỏi về chuyên môn, Diêu Thái còn luôn biết cách đem đến hình ảnh thân thiện với các cổ động viên và khéo léo giúp cho tên tuổi của Hoàng Gia Lai trở nên gần gũi và dễ mến hơn. Mới đây, nhà cầm quân người Thái Lan đã cùng những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn gửi lời chúc đến các cổ động viên xứ sở chùa vàng nhân dịp Tết Songkran. Những chiếc áo đấu chỉ là những bước đi đầu tiên. Nếu tiếp tục đi đúng hướng, Hoàng Gia Lai sẽ ngày càng thu hút được nhiều fan Thái Lan hơn. Từ đó, những cơ hội kinh doanh đã mở ra, các nhà tài trợ cũng tìm đến và đó chính là con đường lấy bóng đá nuôi bóng đá mà Bầu Đức luôn theo dõi. Đó là câu chuyện của riêng Hoàng Gia Lai. Mở rộng ra ở V-League, có quyền nghĩ tới chuyện bán bản quyền truyền hình phát sóng tại Thái Lan. Nhiều năm trước, V-League cũng từng đón làn sóng cầu thủ Thái Lan trong giai đoạn tăng trưởng nóng.
nhưng người Thái sau đó đã vượt lên bằng chiến lược học theo dạng ngoại hạng. Hiện tại, Thái Lan đang là điểm đến mơ ước của nhiều ngôi sao Đông Nam Á, phủ sóng tại Singapore, Philippines, Indonesia hay Myanmar. Chính nhờ tầm ảnh hưởng lớn như vậy, Thái Lan đã thu về mỗi năm khoảng 1.000 tỷ đồng tiền bán bản quyền truyền hình. Nguồn tiền này giúp cho các đại bóng sửa sang cơ sở vật chất, xây dựng nền tảng đội hình và chiêu mộ nhiều ngôi sao. Trong khi đó thì tại V-League, nhà đài chỉ cần trả số tiền khiêm tốn khoảng vài trăm tỷ đồng kèm theo một số quyền lợi cho ban tổ chức. Với sự tiên phong của Hoàng Gia Lai, V-League có thể đến gần hơn với các cổ động viên của Thái Lan nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Với sự sôi động, hấp dẫn thay vì những hình ảnh bạo lực sân cỏ hay các vụ tai tiếng, và đó chính là bước đi quan trọng để cho V-League thu hẹp khoảng cách với Thái League. Kiatisak và Hoàng Gia Lai sẽ vượt qua chặng đua tử thần để làm nên lịch sử. Hành trình tới chức vô địch Cúp Quốc gia 2021 của Hoàng Gia Lai là đặc biệt khó khăn khi họ nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với những địch thủ cực mạnh. Hoàng Gia Lai hiện đang thi đấu thăng hoa ở mùa giải năm nay. Họ dẫn đầu V-League với 3 điểm hơn phần còn lại. Tham vọng vô địch quốc gia của Kiatisak đang có cơ hội trở thành hiện thực. Và có vẻ như không chỉ dừng lại ở đó, Kiatisak còn muốn giúp cho đại bóng Phú Núi có lần đầu tiên vô địch Cúp Quốc gia. Hôm 23 tháng 4 vừa qua, Hoàng Gia Lai đã suýt thua An Giang 0-1. Di Cô Thái đã tỏ ra rất lo lắng và lập tức tung dàn cầu thủ bao gồm Văn Toàn, Văn Thanh và Minh Vương vào sân. Chung cuộc thì đội bóng của Kiatisak thắng ngược 2-1 để tiếp tục chinh phục chức vô địch. Cũng cần nhớ rằng là trong quá khứ, thành tích tốt nhất của đội bóng này ở Cúp Quốc gia đó là ngôi Á quân, cũng nhờ dưới tay huấn luyện viên Kiatisak. Năm 2010, Di Cô Thái cũng tỏ ra rất tiếc nuối vì thua Sông Lam Nghệ An 0-1 ở trận chung kết, một phần lớn do lối chơi bóng nhỏ kỹ thuật bị phá sản bởi trận mưa to. Nếu có thể vô địch Cúp Quốc gia lẫn V-League thì Hoàng Gia Lai sẽ tạo nên hai cột mốc lịch sử cực kỳ quan trọng của câu lạc bộ. Nhưng mọi thứ có lẽ không hề dễ dàng và cần phải vượt qua những thử thách tử thần. Tính riêng ở Cúp Quốc gia, Hoàng Gia Lai đã rơi vào nhánh đầu của tử thần. Ở vòng 1/8, họ sẽ phải đối đầu với đối thủ mạnh đó là Đà Nẵng. Nếu tiến tới tứ kết thì khả năng cao đối thủ của Hoàng Gia Lai sẽ là Á quân Viettel gặp Hải Phòng ở vòng 1/8. Nếu còn vào bán kết, khả năng cao Hoàng Gia Lai sẽ phải đụng độ Hà Nội FC, đội vô địch mùa trước. Ở nhánh đấu còn lại, đội đẳng cấp nhất chỉ có Than Quảng Ninh. Nên nếu vào chung kết, Hoàng Gia Lai khả năng cao sẽ gặp đối thủ này. Tất nhiên, nếu có thể vượt qua Đà Nẵng, Viettel, Hà Nội FC thì Than Quảng Ninh cũng không phải đối thủ quá đáng ngại cho Hoàng Gia Lai. Nhưng chặng đường này chỉ nhìn thôi cũng đã thấy e ngại cho thầy trò Kiatisak. Với lối chơi phòng ngự phản công ưu tiên chặt chẽ, Viettel đặc biệt lợi hại ở các giải đấu cúp. Bằng chứng là năm ngoái, họ không chỉ vô địch V-League mà còn vào chung kết Cúp Quốc gia, chỉ thua xít sao Hà Nội FC 0-1. Hà Nội FC thì khỏi phải nói, họ đang khủng hoảng vì chấn thương, chứ phong cách và đội hình của câu lạc bộ này phù hợp với cả đá giải lẫn đá cúp. Họ đã vô địch Cúp Quốc gia các năm 2019-2020. Khó khăn sẽ càng tôn lên giá trị của chiến thắng, và nếu như Kiatisak có thể đưa Hoàng Gia Lai vô địch cả V-League vào Cúp Quốc gia thì đó sẽ là chiến công không thể nào quên ở lịch sử bóng đá Việt Nam, là món quà độc nhất vô nhị cho Bồ Đức và là sự khẳng định không thể phủ nhận tài năng của lứa cầu thủ khóa 1 Học viện Hoàng Gia Lai GMG. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin bóng đá hàng ngày của chúng tôi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn nút chuông thông báo để là người nhận được tin mới nhất khi chúng tôi phát hành. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.